Xử phạt taxi hoạt động ở sân bay Tân Sơn Nhất nhảy số gấp 10 lần. Trước tình trạng giở trò gian lận cướp taxi ở khu vực sân bay Tân Sơn Nhất, lực lượng thanh tra giao thông Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh đã ra quân xử phạt 2 trường hợp vi phạm. Diễn biến tiếp theo của sự việc như thế nào, mời cả nhà theo dõi tiếp ngay sau đây nhé. Ông Phạm Ngọc Dũng, Chánh Thanh tra Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, mới đây Thanh tra Sở Giao thông Vận tải đã phối hợp đồn Công an Tân Sơn Nhất và An ninh sân bay Tân Sơn Nhất để kiểm tra về tình hình an ninh, điều kiện vận tải của một số đơn vị. Tại thời điểm kiểm tra ở sân bay Tân Sơn Nhất, đơn vị đã kiểm tra xe 51F49526 của hãng taxi Sài Gòn Tourist do ông Nguyễn Trung Minh điều khiển. Qua kiểm tra, lực lượng thanh tra giao thông và công an Tân Sơn Nhất đã phát hiện xe có hai công tác phụ nằm phần dưới lái xe gắn liền với đồng hồ tính tiền. Lúc này, tổ công tác đã phối hợp yêu cầu tài xế chạy từ ga quốc tế ra đường Trần Quốc Hoàng và trở về ga quốc tế, giá cước nhảy lên 54.000 đồng. Tuy nhiên, khi có tác động vào công tắc thì đồng hồ hiện 540.000 đồng. Tương tự, tổ công tác cũng phát hiện chiếc taxi mang biển số 60E00734 của hãng taxi Sài Gòn Jeep Trip Taxi của công ty cổ phần Tập đoàn Vận tải Sài Gòn chi nhánh Bình Thuận do ông Trần Quốc Tiến điều khiển. Qua kiểm tra, tổ công tác cũng phát hiện xe có một công tác phụ nằm dưới cần số lái xe gắn liền với đồng hồ tính tiền kết nối vào phía sau đồng hồ. Tại đây, hai dây chọc vào dây điện để kích hoạt nên cứ vào số hoặc trả số giá cước tăng lên. Tổ công tác cũng phối hợp yêu cầu tài xế chạy từ ga quốc tế ra đường Trần Quốc Hoàng và trở về ga quốc tế để tác động vào công tắc đồng hồ thì hiện 420.000 đồng. Tổ công tác tiến hành lập biên bản và thanh tra sở đã tiến hành xử phạt hai tài xế với mức phạt là 700.000 một người và công ty là 11 triệu đồng. Người dân khi nhận thấy giá cước taxi tăng cao bất thường cần gọi về đường dây nóng của sân bay, hãng vận tải hoặc Sở Giao thông Vận tải thành phố để thông tin, ông Phạm Ngọc Dũng nhấn mạnh. Còn bạn, bạn thấy sao về sự việc này? Chia sẻ ngay cho chúng tôi ngay bên dưới video và đừng quên nhấn vào nút đăng ký kênh Sài Gòn TV để cập nhật những tin tức mới nhất trong ngày nhé! Gửi ngay tin nóng cho Sài Gòn TV qua hotline 0909 660 550 để có cơ hội gia tăng thu nhập nha!